Vâng, xin mời YouTuber và Lâm Mừng cùng phục vụ có là cùng với đội cảnh sát nhà. Vâng, em cảm ơn Lâm Mừng Vlog xin được gắp thăm miếng rau dớn nhá. Ngon đấy, rau dớn rất ngon. Rau dớn quê mình ngon thật. Bởi quý các anh chị cùng vào thưởng thức các món đặc sản của huyện xã Tam Văn, cùng thưởng thức các món mang đặc trưng phong cách dân tộc của người Thái xã Tam Văn. Đó chính là ăn kiêu la uống nước mát ở nhà bác và bắt cá xô tạp. Vâng, xin mời quý các anh chị ạ. Rồi, cảm ơn xã Tam Văn thôi nhờ. Cho một like. Đây chị Quyên làm MC luôn. Hà Thục San làm MC luôn. Đây là món cá nướng. Đây là cá rông nướng. Đây là cá rông nướng. Cá rông. Cá mà ở mấy cái hang thần. Đúng rồi, đó cá này mà anh Tam Văn thì mới được. Chị làm MC luôn đi. Nguồn nước mát và lạnh má. Có dịp thì em sẽ lên trên đấy quay trải nghiệm. Có dịp thì xin mời em lên. Vâng, em cảm ơn. Đó là có bát phá. Làng mây á. Làng mây ạ. Đây là còn đây là hoa sim với hoa bằng lăng của làng phá luôn, cũng ở làng phá luôn. À, nhiều lắm bây giờ ạ. Mình chỉ trồng được. Tiền thắng à? Vâng. Trời ơi. Đây. Có con vợ Ngân Thị Thúy Vân xuống không? Chưa anh ạ. Vợ em đang nhốt ở nhà, chưa tối mới thả. Chiều tối mới thả cho các bạn chạy rong. Đây à? Vâng. Tiền thắng của mình đây. Em làm MC luôn nhá. Anh nói chung là vì là có phải mua không em nhỉ? Anh mà có lòng thì bọn em sẽ có dạ để bán cho anh. Ngày mai thì có rủ em làm rồi nhé. Đây. Cháu chào cô chú anh chị nhá. Đây là gian hàng của bọn em. Đây. Giới thiệu luôn đi món anh đang quay. Ui, làm một chén mới được quay ạ. Em quay luôn đi. Em quay. Đây. Quay đi cho bạn kia uống một chén. Dạ cháu. Tay nó bảy cháu à? Tay nó bảy. Tay vô. Uống đi em ơi. Chén nữa. Ừ, hay anh vào đây đi chứ. Chào các chú. Ê, anh ơi, vào trong kia đi. Lý Sáu nọ tên thằng nọ. Ồ, khả năng số 1. Xin mừng anh ạ. Đây đúng đúng vậy. Ồ, bà Phan à, ơi. Cho đi. Camera cầm chuẩn nhá. Vâng. Đây. Rượu này là rượu ba bước anh ạ. Rượu ba bước. Vâng. Rượu ba thích chứ. Vâng, rượu ba bước. Nhưng mà nó lại có tên mỉ miệu khác là rượu bảy lá. Là chim nhá. Càng ngày càng lại được nhiều chim. Dạ. À vâng. Đây. Anh hãy nêu cảm nghĩ về chén rượu lúc nãy. Chén rượu này chung nhau một chén rượu đầy. Chưa say men rượu cũng đã say men tình. Đấy. 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 Đấy.
đây là rượu 7 lá rất là anh ơi, nhưng mà ấy, uống rượu này xong tại sao nó gọi là 7 lá không đấy? 7 lá uống uống vào lúc nào cũng cảm giác 7 loại lá tất cả các đông hiểu đấy, chiều này tối làm được vài cái thôi rồi mới toàn đấy đây là bé Chan make up rất là tài năng. Ủa, hôm nay có clip triệu view rồi, em ngồi đi em. Em ngồi đi, anh ngồi đó. Anh ngồi đi. Em ngồi là lại hết rượu. Đấy. À, em cầm lấy một lọ chẩm chéo sang đây để anh review luôn. Anh ơi, để anh review luôn rồi em. Cái này nhá. Đây là em đây là củ kiệu muối anh ạ. Củ kiệu muối ạ. Vâng. Đây bao gồm mấy loại gia vị ạ? Đây có rất nhiều gia vị. Ờ, cái hoa này chính là củ kiệu. Ớt đúng không? Ớt. Chính là có ớt. Rồi tỏi, rồi muối, muối mì chính thôi. Món này thì đúng là đúng là hết nước chấm nhỉ? Hết nước chấm anh. Hết nước chấm. Không có ngôn từ nào để. Còn đây, dạ vâng, con thứ hai của tớ sẽ review muối Bắc Hẻn Mường Đen. Là sản phẩm đen do hợp tác xã Yên Thắng chế biến cũng như là chuyên nghiệp hết đấy nhỉ. Đây là mỗi lọ là giá cả bao nhiêu em? Dạ đây là một lọ là 30.000 một hộp mà có thêm túi sách. Dạ sẽ là 60.000. Cháu đang quay video. Là rất là vui hôm nay được đi giao lưu như này, đi đâu ai cũng nhận ra mình như này thì còn gì hạnh phúc hơn nhỉ chú nhỉ? Bỏ hàng hết. Sao Chan? Dạ. Rót đi. Rượu 7 lá một cây 7 lá. Đây là sản phẩm ô cốp thuộc sản 3 sao của xã Yên Thắng. Rất mong là được các bạn ủng hộ. Mỗi em đọc giá luôn đi. Giá đây một sản phẩm, mỗi sản phẩm này là gồm hai loại là 60.000. 60.000 à? Vâng. Giá cả rất phải chăng để mà mình có những bữa cơm thật là ngon. Cái này có khi anh nhập về xỉ anh bán rồi có khi cũng có fan mua ủng hộ mình nhỉ. Lúc về tỏa nắng của bé Chan, Facebook của em ấy là Chan, còn em tên Trang luôn đó, em tên Trang đó. Em là Trang. Mọi người mà cần trang điểm thì liên hệ em Trang. Đúng rồi, ai cần trang điểm thì liên hệ em. Ôi lại có thêm một là chị đến giao lưu. Anh ngồi đây có lâu quá không nhỉ? Dạ vâng. Anh ngồi đây thôi. Thôi cháu mời. Càng nhiều càng ít. Đó, đang có hết rồi. Đây là tiếp hết hôm nay à? Cái bình rượu này độc đáo phết đấy chứ. Đây có hai lúa các bạn ạ. Rót rượu vào trong này. Đúng là chị là có tay lắm mày. Ừ á. Tay du bản lừa ạ. Ngồi đi em. Đây mình sẽ xin phép được review một miếng măng nứa em. Cái này ếch nướng ngon măng. Úi giời ơi, quá là hạnh phúc rồi các bạn. Ếch cuối luôn rồi nhá, không phải ếch nuôi đâu các bạn ơi. Vừa nãy gặp Triệu ngay chỗ nhà anh Đường. Nhưng mà đây là anh phải làm thật. Anh ngồi nhé. Thôi lại đến lượt lại em gái người đâu? Em người ở Taylor Bá Lợi. Tay luôn à?
tay bán. Em du Văn Ngam, Yên Thắng. Ồ, Văn Ngam. Đây là phân công cho mỗi người một trang nhiệm. Ồ, có hành phân nhiệm. Anh du Văn Ngam. Bán lọ. Bán lọ. Anh Lâm Phú. Bán lọ Tam Văn. Một giờ mới về. Anh Trang ở Lâm Đồi. Nhà anh ở Lâm Đồi. Anh đang làm YouTuber. Đang tập thành làm YouTuber em ạ. Cho nên anh hôm nay anh quay. Bây giờ là được bao nhiêu? Mới 1.500 đăng ký thôi kênh của anh. Nói chung là nó bật kiếm tiền rồi nhưng mà nó chưa nhận được tiền. Lê Hào Lọt thì em thấy là có cái mũ của cháu không nhỉ? Cái mũ của em hả? Rơi mất mũ à? Dạ không, đây rồi có ăn cơm là khi nào. Các con vợ anh có biết món này là món gì không? Lò Thị Lá với ở bên đội ban tổ chức à? Chiều nha anh ơi. Bọn em đang đang nhốt à? Hai cho mở phở. Chiều mới thả ra cho chạy. Anh lăng xê hết mình hết Lò Thị Lá. Em vừa hỏi. Rất chi là cảm ơn anh. Món này là món gì không? Biết món này là món gì không? Mừng lên cầu mình thôi. Đừng có ăn đâu thiếu nhiều. Biết món này là món gì không? Món à. Anh không biết, em có thể nộm lá sắn à? Ôi trời ơi, sắt. Đúng là người Thái ở quê mình. Anh người Thái không biết món này sao? Tức là có biết nhưng ở quê ở nhà anh thì anh về anh còn lồng tiếng thêm nữa mà. Cái này thì em nấu luôn á. Ôi giời ơi. Món đây là những món mà em nấu. Ai cũng nhận mà. Em là người đâu? Em là người tay lơ bán làng peo luôn à? Nơi mà có ruộng bậc thang. Anh ngày trước anh cùng học với con Dom. 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 Anh biết đây là gì không? Đây là quả cà. Đây quả ổi. Đây là quả cà trồng với chả sả. Quả cam. Không sang mâm Yên Cương. Dạ, Yên Cương, ôi em đi vòng hết rồi mà. Ở đâu có người Thái mình em đi. Có chứ mà có người Kinh thì có đi không? Người Kinh thì không biết nói tiếng Kinh ngại. Không biết nói tiếng Keo. Rất chi là phẳng hại. Ui, đúng là toàn. anh phải hỏi nhiều câu nó hấp dẫn vào chứ. Anh phải nói nhiều với chuyện đó. Dạ, mày xây món lơ là ăn đi à? Món cay luộc ấy. À, ăn thì cay luộc quá. Ủa ăn thì pa nằm à? Pa hối à? Pa nằm trên đường. Ăn thì chơi. Cái anh phạc thập cẩm. Phạc thập cẩm phải không? Đây là háng ở hồ lơ xưa lơ này. Ê kén ạ. À, ê kén ạ. Mì chết loại phạc này à? Bảy loại rau phải không? Ăn đi, ăn cháo đi, cháo lơ. À có chỉ cay à? Cay là món anh nhập Lào mà đấy. À cay nhập khẩu vào. Nhập khẩu từ Lào về. Cay hào à top của nỉ nọ. Gà nhập khẩu từ Lào các bạn ạ. Đấy. Mì nó nọ thì có cái dáng của nó rồi. Đó đúng cay Lào đó. Đây nó ở Lào. Ôi cay Lào. Ngoài bộ ăn say và nó đậm. Rồi, tạm thời à. Em xuống phụ chị Vịnh trông xe đã. Nhớ ai không? Nhớ ai không? À chà, con vợ cả. Đi ra lỗ nào đó, đi lên đây lúc nào đấy. Lên đây vừa thay quần xong. Ông ấy đi đến quần của ông bảo thay quần. Đi vào răng mưa mày mà khách quay quá này em cũng bật cá báo rồi này. Em bị yếu tại luôn. Ký đi một liền đó là thần luôn mà nè. Liền luôn nó ăn đôi phát lỉm hả về e này. Hả kể. Lở ra anh thế. Ta cần đấu được tay Yên Thắng thì mà hát nổ. Còn Ngân thì Thúy Vân cùng xuống à? Cho lên YouTube nhá. Các bạn thân mến, đây là ngày đây là nhà mà cách đây 9 năm trước tớ đã lên để làm thanh niên tình nguyện. Dạ vâng. Em còn ở đây tầm một tuần mà. Dạ. Chào anh Dài. Tôi Sám cùng xin chào nha. Anh Dài nuôi của tớ đấy các bạn ạ.
Không biết là hôm anh nay nuôi là các em nuôi anh đây. Anh nuôi em thôi, toàn anh nuôi em. Em toàn báo rồi, đây là thịt trâu gác bếp. Món là đặc sản của người Thái các bạn ạ. Có cả là măng măng đắng, măng mu, măng mu, mạnh mu. Còn đây là chân gà, chân ngan, chân ngan. Đây thì cá, đây là cá tầm. Đây là thịt sóc. Đây là thịt sóc. Sóc. Đây là món mạc pi. Món mạc pi đây là ẩm thực ở miền núi. Miền núi. Đây là hoa chuối, món hoa chuối. Hoa chuối đấy, mạc pi. Xin mời các bạn cùng thưởng thức với bọn mình. Còn đây là rượu nhá. Còn đây, đây là rượu. Thịt lòi cuốn lá lốt. Cuốn lá bưởi. Lá bưởi. Rồi anh em mình lại các anh giao lưu à. Đây là các con vợ. Các con vợ. Tuyệt vời, hôm nào lên cũng được anh chị nuôi như này nhưng mà mãi không béo được. Đang còn có cái món ấy mà không chịu xào đấy. Món rau dớn à, phát cút. Dạ. Rau dớn lên xào rồi. Nóng quá anh ạ, thôi. Có khi để tối mình xào thôi. Bọn em còn ở đây bám anh chị lâu mà. Một tuần cũng được. Quá tuyệt vời. Em vào chưa nhá? Đây là một người bà đang mặc váy Thái. Vâng. Chào bà. Dạ. Fan của em à? Vâng. Chào cô. Chào. Chúng ta vào nào và thắng nào. Chào bà. Chào bà. Đấy, Lương Mừng TV đây. Lương Mừng TV, fan cứng của Lương Mừng TV đó. Hãy like và chim còn nhiều mà. Nào con chạy trước nào. Con học giỏi lắm đấy ông ơi. Con học giỏi lắm à? Thế thì tốt quá rồi. Con học giỏi nhất môn gì? Họ giỏi nhất là môn toán hả? Thế thì tốt quá rồi con gì? Con quay lại đây, con quay lại giới thiệu nào. Con là tên gì? Con tên là Ngân Trúc Linh học. Con là lớp trưởng lớp 2B. Ngân Trúc Linh, lớp trưởng lớp 2B. Thị trấn 1. Ô, rồi. Và thầy cô giáo chủ nhiệm con là ai? Cô giáo của con họ và tên là Phạm Thị Hồng. Phạm Thị Hồng quê ở đâu? Con này giao tiếp tốt đấy nhờ. Quê ở đâu con? Con chưa biết. Nhưng mà con là người Mường hay là người Thái? Con là người Thái. Con tay là bơ. Nhưng mà không biết tay. Nhưng mà mai mốt là cố gắng học tiếng Tây nha. Ngân Trúc Linh à? Tên quá đẹp đấy nhở. Cháu của Ngân Văn Đường đây. Chị dâu đây. Thế à? Bây giờ con thử làm hướng dẫn viên du lịch xem nào. Con thử làm hướng dẫn viên du lịch hộ chú nào. Chú đang quay vlog mà. Em gái của con họ và tên là Con giới thiệu khu du lịch Thác Mà Hao này đi. Để chú quay. Kì lời. Vị trí ta ngồi chỗ nào nó mát mát đi. Đây cũng mát rồi, đây cũng mát rồi. Từ từ để anh chọn. Để anh chọn nào, view nó phù hợp đi. Để anh chọn nhá. Chứ là vịnh là ở khu này. Các bạn thân mến, đây là chính là trung tâm của Thác Mà Hao. Em ra quay này. Còn lại có vẻ nó ít nước nhỉ. Thôi mình ngồi dưới kia đi. Anh Toàn đi. Xin chào sếp Toàn, sếp Toàn về lâu nhá. Toàn người quen thôi nhỉ bây giờ. Đúng là khu du lịch quá tuyệt vời.
khung cảnh quá tuyệt vời. Người giáo viên du lịch Ngân Đường sẽ cái khu du lịch sinh thái Bản Cát Tháng Mà Hào tại vị trí này. Hôm nay là ngày 20 tháng 9 tháng 5, xin lỗi là ngày sinh nhật Bác, trong ngày kỷ niệm sinh nhật Bác hôm qua rồi. Hôm qua là 19 năm 1890. Dù là khu du lịch Bản Cát có thể là khung cảnh không được đẹp đẽ và nó vẫn đẹp mà anh trung du cho nó thì cũng là du khách tứ phương hãy đến. Xin mời tất cả các bạn cùng đến đây trải nghiệm khung cảnh khu du lịch Tháng Mà Hào nhé các bạn nhé. Đó, lát nữa tôi sẽ nhờ thằng em nó quay flycam ở trên đây. Đã thấy khung cảnh nó. Trương Gia Huy, Trương Gia Huy sẽ đến nhá, Trương Gia Huy nhá. Rồi, Trương Gia Huy ơi. Bọn anh yêu cầu ta em ta lại quay cam. Quay ra làm vài ly. Vài ly thôi. Vài ly nhá. Vài ly thôi. Ta lại quay ra. Rồi. Đây là bữa tối của chúng tớ. Trước khi diễn ra đêm chung kết cuộc thi Hoa Khôi Châu Lang. Đây là món gà xé. Đấy, xem và đây là sếp sếp tí sếp sếp chuyên bán xe ở huyện Lang Chánh, người bán xe con mình là xó thôi. Đây là xó nha. Nước chấm cái muối lúc nãy nhà mình đem đây 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 cả nước mưa muối chảy hết mà. Còn đây là món nem tứ trụ, nem chua Thanh Hóa. Anh chấm cái rồi các bạn. Chảy hết quê. Đây là măng ớt. Em lấy ra đi, em lấy ra đi cho anh. Còn đây là củ kiệu muối chua các bạn ạ. Món này rất là ngon, nó không khác gì kim chi của Hàn Quốc đâu. Mình nhá. Món nào chứ? Chè canh rúi. Em quay đi. Trước khi được ngồi chung mâm với sếp nhỉ, sếp lớn đấy, cây đa cây đề đấy. Xin mời các anh. Mời xin chào anh em. Anh em rất là quý nhau. Anh em biết nhau rất là quý nhau nhưng mà không hẹn mà gặp được hôm nay. Hôm nay em mời riêng anh một chén nào. Xin phép anh em. Mời anh chia sẻ. Chúc sức khỏe nha. Bài bố này. Lấy vợ 1, vợ 2, vợ 3 là cứ mời anh tí nha. Vợ 7. Ừ. 7 vợ và lấy bao nhiêu vợ thì cứ gọi anh tí, mời anh tí là anh tí ok là hết đúng không? Đây mình sẽ review một miếng gà xé các bạn. Đúng gà chín nhưng mà chưa ai làm gà tây bộ ấy. Gà leo thang. Đây ớt đây. Ôi rồi, có cả buồng trứng của em bên đây này. Ớt đây lắm này. Rất ngon. Cái này ngon rất đấy. Món của em đây. Đây là món của ớt bên đây. Rồi, rất tuyệt vời. Lấy em chúng gà leo thang rừng ạ. Bọn em thì quen rồi cái món này. Món này là rất quen. Đấy. Mà bọn em cũng là hay hay. Vợ Huy mất rồi. Thế em không biết đi chơi rồi. Đi với thằng nào đi thôi mà em biết rồi. Anh thấy vợ Huy là thiếu rồi. Có hai em ơi, sang đây làm đi. Đây em đang ngồi. Lê Quý sang đây đi nào. Chắc là nên em thôi nhưng mà sang đây. Lê Quý sang đây đi. Nhà chủ đây rồi là anh đúng rồi, đúng lại thôi mà bây giờ anh bảo kê cho cái khu vực 327 này. Ơi. Em thì cũng là quân tay lớp 7. Tay lơ là. Em tay nó cát. À tay nó cát, à tay này luôn ba. Hà ông nghe rắc ế rể nắng cát ở nó rất là. Em lấy bộ. À ế đấy đó. Em tên lơ ạ. Em tên Tình. Sinh à? Tình. Tình à? À Tình giúp bạn nâng cao luôn rồi. Tay biết 98 bọn em à? À. Anh em à? Anh Lương Mừng đó. Anh... Vì em có nhận ra anh trai Thí Phỉ à? Hả? Anh đâu? Anh trai Thí Phỉ thăm văn với vợ. Không, anh không có anh trai. À không có em trai. À, Thủy cùng lứa với em đúng không? Anh là cậu của Thủy. Em thấy anh đi qua đây em biết anh. À biết anh à? Biết anh thì vui quá rồi. Thế là lát nữa vào cổ vũ cho các hoa khôi chứ. Chắc là em ở đây trông xe. Trông xe. À, nhưng mà em có người yêu chưa? Em chưa. Chưa hả? Ừ, chị ơi, chị của em. À, khan cổ rồi. Không làm gì. Nhưng mà làm mối đi.
Sắp lấy vợ rồi còn làm mối. Sắp lấy vợ rồi còn làm mối. Chết rồi. Vợ con gì đâu. Bà chị này. Mà có dịp thì anh em mình giao lưu với nhau nhé. Anh là chắc em cũng biết anh luôn. Em biết anh. Em biết sơ sơ. biết sơ sơ đó. Rất cảm ơn em. Bắt tay Phật. Em khỏe. Anh ở Quan Sơn nhưng mà anh ở Quan Sơn à? Ừ. Anh ở chỗ đâu Quan Sơn đó? Anh ở ngay chỗ Sơn Hà Quan Sơn. Sơn Hà là từ 37 đến đây đúng không? À từ 37 gần lại chỗ mình. Đây là biết em à? Ờ. Anh nói rồi chú. Dạ. À. Đó. Anh cố gắng mà làm cho tốt dạ, nha. Vâng, em cảm ơn. Xe ta này.
thể nhân dân. Lễ hội Chính Sơn năm 2023 sẽ được diễn ra trong 2 ngày, từ 20 tháng 5 năm 2023 đến hết ngày 21 tháng 5 năm 2023, tức ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 4 âm lịch, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và nhiều hoạt động giới thiệu quảng bá các dịch vụ sản phẩm du lịch huyện Lang Chánh và các huyện lân cận. Các hoạt động của lễ hội không chỉ là dịp để tri ân đối với các bậc tiền nhân, những người đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, mà còn góp phần đẩy mạnh các hoạt động phát triển du lịch, thu hút du khách và các nhà đầu tư về với Lang Chánh, giới thiệu quảng bá nét đẹp của đất và người Lang Chánh tới du khách trong và ngoài nước. Chương trình nghệ thuật Linh Sơn Thiên Cổ Lưu Danh chào mừng lễ hội Chính Linh Sơn năm 2023 xin được khép lại tại đây. Xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, quý vị khách quý và nhân dân du khách đã về tham dự, tạo nên sự thành công của lễ hội. Chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thân nhiều thành công. Thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Sau khi tham dự lễ hội, chúng ta sẽ di chuyển về tại Trung tâm Văn hóa Bản Năng Cát để dự tiệc thân mật. Xin được trân trọng cảm ơn và kính mời. Thưa quý vị, và trong không khí mừng vui của lễ hội Chính Linh Sơn 2023, xin được trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Tổng Liên Hiệp Đông Á. Xin thông thanh cho một chút ạ. Xin được trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Thẩm mỹ viện Đông Á. Và sau đây xin được mời đại diện của Thẩm mỹ viện Đông Á sẽ lên sân khấu để trao món quà thiện nguyện trị giá 200 triệu đồng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lang Chánh. Và xin mời bà Lê Thị Kiêu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lang Chánh sẽ lên sân khấu để đón nhận món quà từ phía nhà tài trợ đồng hành Thẩm mỹ viện Đông Á. Xin trân trọng kính mời. Đại diện của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện bà Lê Thị Kiêu, Chủ tịch hội. Rồi một tín khám. Sao đam mê thế? Lại lỗ. Hoa gà với cá đi nha. Tôm. Có thằng ăn mà tái. Quay sang đây cho anh. Có tôm không anh? Nào quay nghe đây. Có tôm đâu mà đánh ngôm. Có tôm đâu. Đấy bây gà, ta về rồi. Gà.